Tại sao gần đây nhiều trẻ lại bị ốm? Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt, chuyên khoa tai mũi họng nhận định, việc nhiều trẻ nhỏ thậm chí cả người lớn trong năm nay bị ốm là do hệ quả của việc hệ miễn dịch cơ thể không được rèn luyện, để lại một khoảng trống chưa được bù đắp. Hay nói cách khác, khoảng trống miễn dịch chính là câu trả lời cho tình trạng trẻ ốm nhiều như hiện tại. Trước hết, mọi người cần biết rằng hệ miễn dịch của cơ thể được rèn luyện qua thời gian, qua sự va chạm nhiều lần với các vị khách lạ là virus, vi khuẩn. Trong những lần gặp gỡ khách lạ, hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng dữ dội, biểu hiện như sốt cao và các triệu chứng khác tương đối nặng nề. Về sau khi gặp gỡ lần 1, lần 2, lần 3, hệ miễn dịch cơ thể đã có khả năng nhận diện. Vì khách lạ đã trở thành khách quen, nên cơ thể phản ứng nhanh và xử lý khách không mời mà đến này gọn gàng hơn, dẫn đến cơ thể vượt qua bệnh tật một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của cơ thể lại không có trí nhớ đủ tốt để lưu trữ mãi hình ảnh về người khách lạ nếu không gặp nhiều lần. Sau một thời gian không gặp lại, hệ miễn dịch quên đi vị khách đã từng ghé thăm và phải kích hoạt hoạt động như lần đầu gặp mặt cho lần ghé thăm xa sau đó. Điều này khiến các triệu chứng bệnh lại xuất hiện tương đối nặng nề và cơ thể lại phải vật lộn với những triệu chứng ấy. Khoảng trống miễn dịch được hiểu là như vậy. Hệ thống miễn dịch sau một thời gian không được gặp gỡ khách lạ ghé thăm cơ thể, không được rèn luyện bỗng trở nên yếu đuối. Có lẽ thời gian qua, sau một thời gian rất dài trẻ không được đến trường do Covid, hệ miễn dịch không được rèn luyện đã tạo ra khoảng trống miễn dịch lớn, dẫn đến tình trạng bệnh tật tràn lan như năm nay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.